Tết Nguyên Đán là thời điểm có lượng lớn hàng hóa luân chuyển và tiêu thụ. Nhiều dự báo cho thấy sức mua hàng hóa dịp Tết này sẽ sụt giảm hoặc không tăng so năm trước. Có lẽ đó là lý do ngày hội tung hàng Tết, một hoạt động thường niên tại thành phố Hồ Chí Minh năm nay tổ chức khá sớm. Đặc sản là nghề đồng bằng sông Cửu Long cũng có sự chuẩn bị hàng hóa cho ngày Tết sớm hơn với nhiều sản phẩm mới. Bằng việc đầu tư mạnh vào chất lượng và mẫu mã, các doanh nghiệp kỳ vọng sẽ kích cầu thị trường tốt hơn cho đợt mua sắm quan trọng nhất trong năm. Kết thúc năm dương lịch cũng là lúc thị trường trở nên sôi động hơn với việc chuẩn bị hàng bán Tết. Năm nay, kinh tế cả nước có nhiều tín hiệu tích cực với các chỉ số vĩ mô khả quan như lạm phát thấp, lãi suất ổn định và giá cả xăng dầu liên tục giảm. Đây là cơ sở để giá cả hàng hóa ổn định cho dù vào đợt mua sắm lớn nhất trong năm. Tuy nhiên, để có sự chuẩn bị chu đáo, nhất là nắm bắt nhu cầu thị hiếu của khách hàng, năm nay, ngày hội tung hàng Tết 2015 được tổ chức sớm hơn mọi năm. Ngày hội tung hàng Tết là hoạt động thường niên do thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Năm nay, ngày hội tung hàng Tết được tổ chức tại khu du lịch Vạn Thánh với hơn 36 doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao và doanh nghiệp đặc sản làng nghề thuộc các tỉnh Trà Vinh, Đồng Tháp, An Giang tham gia. Các doanh nghiệp đã giới thiệu gần 100 sản phẩm phục vụ tiêu dùng cho dịp Tết sắp đến. Ngoại trừ các doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đã quen thuộc với thị trường, nhiều doanh nghiệp đến từ đồng bằng sông Cửu Long lần đầu tiên mang hàng đến giới thiệu với người tiêu dùng tại thị trường lớn nhất nước, với nhiều sản phẩm đặc sản làng nghề có tiếng ở miền Tây, nhưng khách hàng không dễ tìm mua. May mà tôi mới kiếm được cái địa chỉ trên cái bao bì, thế tôi điện biết, thế thì nãy anh bảo trên này có đại lý nhưng tôi kiếm ra, anh tôi biết được một tin là nhà anh hôm nay sẽ có quầy hàng đây, cho nên tôi đến, bởi vì nhiều bạn bè tôi là muốn là có sản phẩm này, anh ra kiếm rất là khó, anh nói về chưa kiếm khó, cho nên hôm nay tôi biết là khai mạc từ 9 giờ đến 21 giờ nhưng tôi có mặt đây để anh nghe những thông tin như vậy. Tôi kiếm được sản phẩm đấy. Cơ sở đặc sản làng nghề dù quy mô nhỏ như bánh tét Hai Lý Trà Vinh cũng có nhiều sáng tạo khi lần đầu giới thiệu cho người tiêu dùng loại bánh tét nhân chữ, tạo nét đặc biệt cho ngày Tết. Vẫn là nhân đậu xanh, thịt heo, nhưng năm nay cơ sở Hai Lý đã tạo hình ra bánh có nhân với chữ phát tài, phát lộc. Còn công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Thụy, doanh nghiệp lần đầu tiên được người tiêu dùng bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao năm nay, tung ra sản phẩm đa dạng hơn về trọng lượng nhằm giúp người tiêu dùng có nhiều cơ hội lựa chọn hơn. Trước khi đến đây thì Nam Thị đã tập trung xây dựng nhà xưởng lại khang trang hơn và rộng hơn năm trước, rồi cũng ra một số dòng sản phẩm với trọng lượng nhiều, đa trọng lượng để đáp ứng cái nhu cầu của từng khách hàng khác nhau. Có thể khách hàng nhiều muốn ăn nhiều thì có những loại trọng lượng lớn, và khách hàng muốn ăn ít thì có những loại trọng lượng nhỏ. Và nói chung thì thị trường Tết thì mình đến thời điểm này mình cũng chưa có dự đoán được. Nhưng mà nếu mà qua cái chương trình tung hàng Tết hôm nay thì có khả năng là mình cũng sẽ dự đoán được phần nào cái nhu cầu Tết của 2015 để mình tập trung chuẩn bị cho sản xuất vào Tết. Ngày hội tung hàng Tết chỉ diễn ra duy nhất một ngày với sự tham gia của 1.000 tiểu thương tại 75 chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đã có hơn 4.000 lượt trao đổi thông tin giữa nhà sản xuất với các tiểu thương và các nhà phân phối. Qua đó đã có 205 đơn hàng tương đương 2 tỷ 600 triệu đồng được ghi nhớ. Nhiều doanh nghiệp đặc sản các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bày bán tại ngày hội rất được khách hàng thành phố Hồ Chí Minh đón nhận, từ các loại gạo hiệu Cỏ Mây, rượu hồng Sang Tửu của Đồng Tháp đến bánh tét Trà Cuông, Trà Vinh. Vấn đề bình ổn giá cả hàng hóa trong dịp Tết không những được tiểu thương quan tâm mà còn ngay cả các nhà sản xuất quy mô nhỏ vốn có nguồn lực tài chính không dồi dào để trữ nguyên liệu. Để chuẩn bị mùa Tết hôm nay thì công ty chúng em cũng chuẩn bị cái lượng thịt bò tươi sống để sản xuất. Với giá cả thị trường rất là khó khăn, hiện giờ thị trường thịt bò nó trên lệch với thị trường quá cao, nên chung công ty chúng em cũng có một sức một mức chuẩn bị để cho cái nguồn Tết hôm nay thì cố gắng thu xếp về lượng thịt bò để sản xuất ra là xưởng đạt chuẩn và để bán cho khách hàng. Điểm đặc biệt của ngày hội tung hàng Tết năm nay là sự đổ bộ của các doanh nghiệp đặc sản là nghề đồng bằng sông Cửu Long. Các doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh còn được hỗ trợ tài chính, thuê gian hàng, chi phí đi lại từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương. Đây là sự khuyến khích hiệu quả giúp doanh nghiệp ở tỉnh mở rộng thị trường và nắm bắt xu thế tiêu dùng ở các thành phố lớn. Như các sản phẩm mắm của doanh nghiệp này đang điều chỉnh độ mặn sao cho phù hợp khẩu vị chung của người tiêu dùng. Ngoài ra,
Tết này công ty còn đưa sản phẩm mới là bột lẩu mắm ra thị trường. Mấy anh ở ngoài nước ngoài về Việt Kiều họ mới đề nghị có cái gợi ý làm sao cho nó tiện để mà không có rắc rối. Thì tôi mới là tôi làm ra cái sản phẩm, tôi nghĩ ra là cái sản phẩm là bột mắm nấu lẩu, tức là nó thành cái dạng bột rồi. Trong đó thì nó có nhiều loại mắm trong đó như cá sặc, cá linh, cá chèn, cá chốt. Đồng thời tụi tôi nêm nếm gia vị mà đặc biệt là có cái ngải bún đó để vô đó cho nó đậm đà, nó tăng lên cái sức hấp dẫn của cái nậu. Nguyên liệu mình thì nó có sẵn ở địa phương, thì nói chung là mình dùng đồng bằng sông Cửu Long mà dùng sông nước thì cá thì nó sẵn có, nhưng mà nó cũng tùy theo mùa anh. Do đó đôi khi ví dụ như mùa nước năm nào nước lớn thì nó cá nó nhiều, thì cái giá nguyên liệu đầu vào thì nó cũng tương đối. Nó năm nào mà nước nó ít, chẳng hạn như năm nay thì nước nó kém, cá nó về ít, đó, cái nguồn lợi thủy sản mình nó ngày cũng giảm đi. Từ đó thử ra cái giá nguyên liệu đôi khi mà nó lên nó vậy đó, nó không có chừng. Cái giá bán thì nói chung là mình cũng tương đối, mình cũng không lên được. Bởi vì nó mình lên quá thì cái người tiêu dùng họ cũng ngại nữa. Thành ra tụi tôi cố gắng là kiềm chế là không có lên giá nhiều. Trong xu thế mặt bằng giá cuối năm giảm, nhưng một số nguyên liệu cá tươi ở đồng bằng sông Cửu Long lại tăng. Do không chủ động nguồn nguyên liệu cá lóc, cá sặc nên giá cá nguyên liệu làm khô ở Đồng Tháp đang tăng. 1 kg cá sặc rằng nguyên liệu hiện nay dao động từ 50 đến 65 ngàn đồng. Còn cá lóc nuôi năm nay từ 45 đến 50 ngàn đồng mỗi kg. Trong khi năm trước chỉ 30 ngàn đồng. Do giá cá làm khô tăng cộng với việc không ổn định về sản lượng nên giá bán khô của công ty cổ phần Tứ Quý Đồng Tháp năm nay dự kiến tăng nhẹ 20 ngàn đồng một ký. Tuy vậy, với quy trình sản xuất mới, cá nguyên liệu làm khô được sấy nhiệt thay vì phơi nắng, đóng gói với bao bì hút chân không, thời gian sử dụng 3 tháng ở nhiệt độ thường và 6 tháng trong ngăn mát tủ lạnh nên lượng khách đặt hàng tăng so mùa Tết năm trước. Đối với cái nguồn cá lóc thì công ty có cái lợi thế là tại vì ở ngay nơi cái vùng nuôi của một huyện nhà, thành ra là cái nguồn nguyên liệu rất là dồi dào. Tuy nhiên mình cũng phải có cái sự liên kết đối với cái hộ nuôi để mà mình chủ động cái nguồn Tết này. Thành ra là mình đã có cái liên kết trước với mấy cái hộ nuôi để người ta cung cấp hàng cho điều kiện cho mình. Song song bên cạnh đó thì mình cũng có liên kết được với một số thương lái. Ấy khi mình cần tại chỗ mà có khi nó không cái hàng mà những cái hộ nuôi đó mà có khi nó không đúng cỡ để mình sản xuất thì mình cũng có thể liên kết được 2-3 cái thương lái để mà đến cung cấp hàng cho mình được. Nếu như Tết năm rồi doanh nghiệp chỉ tham gia thị trường khoảng 2 tấn khô thành phẩm thì đến thời điểm này số lượng đơn hàng đã tăng gấp 2 lần. Để cung ứng hàng hóa với số lượng lớn hơn, tháng 12 này doanh nghiệp đưa vào khai thác một nhà xưởng mới trên diện tích 2.200 m², khép kín quy trình sản xuất từ khâu sơ chế nguyên liệu cá tươi, ngâm dung dịch nước muối đến sấy khô, chiếu xạ và hút chân không. Đáng kể là doanh nghiệp đầu tư 1 tỷ đồng mua 2 thiết bị sấy nhiệt, công suất mỗi máy 100 kg khô trong 24 giờ. Do quy trình công nghệ sản xuất mới mẻ và là đầu tiên trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nên sản phẩm được công ty đăng ký nhãn hiệu độc quyền trong tháng 11 vừa qua. Thời điểm của Tết năm rồi thì chỉ có một cái máy thôi, thành ra là cái đối với nhu cầu Tết năm rồi là không đủ sản lượng cung cấp cho nhu cầu của thị trường. Chính vì vậy trong năm nay với tinh thần đó thì công ty đã có chuẩn bị thêm 2 máy nữa để nhằm đáp ứng cái nhu cầu thị trường trong cái dịp Tết này. Kênh tiêu thụ thì cái chính của mình là ở các cái cửa hàng đặc sản, ở các cái khách điểm siêu thị, rồi các cái những mà điểm dừng chân du lịch rồi đó. Rồi nhất là trong dịp Tết này thì cái kênh chính của trong dịp Tết này là những cái quà tặng cho các cơ quan, các ban ngành rồi của các công ty rất là nhiều, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn ở An Giang, năm nay nguồn cá linh giảm sút do nước kém nên cũng làm ảnh hưởng đến nguyên liệu đầu vào làm mắm. Doanh nghiệp này cho biết lượng cá linh ủ làm mắm tại đây phải duy trì từ 7 tấn. Đó là chưa kể các loại cá khác như cá lóc, cá trèn, cá sặc, cá chốt. Do cá linh năm nay ít nên cũng ảnh hưởng ít nhiều đến giá thành sản phẩm. Dù vậy, với 60% sản lượng mắm xuất khẩu được ký hợp đồng dài hạn thì công ty không thể tùy tiện điều chỉnh giá. Cách làm của công ty là phải tăng sản lượng nhưng tiết kiệm chi phí sản xuất, nhất là rút ngắn thời gian muối sỏi từ 2 tháng rưỡi đến 3 tháng, giảm còn một nửa. Để làm điều này, công ty đã liên kết với Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ thuộc Trường Đại học Cần Thơ
triển khai ứng dụng đề tài khoa học vào sản xuất. Công ty chúng tôi đã liên kết với lại trường Đại học Cần Thơ thực hiện cái đề tài là đưa cái enzyme cái bromelain vào mắm. Thì đã bên trường Đại học Cần Thơ đã là thực hiện xong đề tài và đã chuyển giao qua cái công ty chúng tôi. Cái đề tài này thì nó tức là mình đưa cái bromelain từ khóm, từ vỏ khóm vào để mục đích là nó làm cho cái thúc đẩy nhanh cái quá trình để rồi cái sản phẩm mắm nó nhanh chín hơn, có thể rút ngắn được là 50%. Thì khi mà thử nghiệm, từ lúc thử nghiệm và đi vào thực hiện thì là tụi tôi đã thành công. Tức là khi mà sản phẩm đưa ra thị trường đó, là nó vẫn giữ nguyên được cái màu sắc, cái mùi vị đặc trưng của mắm. Đấy, và thậm chí nó còn ngon hơn, và cũng đưa ra thử rồi thì cái người tiêu dùng ngoài thị trường họ chấp nhận được. Công ty chúng tôi là làm theo cái nghề truyền thống mà ông bà xưa để lại, sao thì mình làm y cứ như vậy là làm. Tức là trong cái thời kỳ mà bắt đầu từ cái con cá nó ra tới cái con mắm thì nó có khoảng là 6 tháng. Tức là nó qua cái giai đoạn là mình ủ muối xong rồi tới cái giai đoạn là mình thính xong rồi mới tới cái giai đoạn là mình trao đường. Cái mục đích là để cho nó dịu mắm đi, cho nó thơm và nó dịu, nó ngon. Thì cái bromelain thì tức là trích xuất từ vỏ khóm đấy, thì nó khác đi một chút là nó thúc đẩy là làm lên men, nó làm cho cái con mắm, con cá nó chín nhanh chút, nhưng mà vẫn giữ được cái mùi vị đặc trưng của mắm. Theo thông lệ kinh doanh hàng Tết, các nhà bán lẻ lớn thường tập trung nhập hàng sớm ngay từ khoảng tháng 11, 12. Còn các nhà bán lẻ nhỏ, tiểu thương các chợ nhập hàng muộn hơn vào tháng 12 và tháng 1. Theo khảo sát của một công ty nghiên cứu thị trường, thì mùa Tết năm 2015 này, 54% nhà bán lẻ dự báo người tiêu dùng mua sắm ít hơn, trong khi tỷ lệ dự báo này năm trước chỉ 49%. Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh khả quan hơn khi dự báo sức mua thấp chỉ 47%. Với con số dự đoán sức mua thấp như vậy, có tới 45% nhà bán lẻ cho biết sẽ trữ hàng ít hơn trong mùa Tết 2015 này. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân mua sắm dịp Tết chủ yếu ở kênh siêu thị. Tỷ lệ chi tiêu dịp Tết sẽ có 50% nhóm ngành thực phẩm, và trong đó 30% là cho thực phẩm tươi sống, phần còn lại chia cho thực phẩm đóng gói và bánh kẹo. Tuy nhiên, tất cả chỉ là dự báo và thị trường sẽ quyết định khi những ngày Tết cận kề. Năm 2014 sắp kết thúc, ngành công nghiệp của Vĩnh Long có bước tăng trưởng khá. Một số ngành hàng sau thời gian suy thoái đang dần hồi phục. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng trưởng mạnh. Chuyên đề kinh tế kỳ tới với chủ đề Công nghiệp Vĩnh Long, những điểm sáng năm 2014. Chương trình phát sóng lúc 20 giờ thứ hai ngày 29 tháng 12 trên truyền hình Vĩnh Long 2. Kính mời quý khán giả đón xem.